Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực chiến TV. Thì khu vực Biển Đông đã trở nên rất là nóng bởi sự hiện diện của hai quân lực lớn nhất của thế giới, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và vì có cái sự hiện diện tại cái khu vực này, do đó thì trong 2 thập kỷ vừa qua đó, thì giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ vẫn thường xuyên có những cái sự mà đụng chạm với nhau, những cái sự tố cáo lẫn nhau, thậm chí là đem ra Liên Hợp Quốc để mà chỉ trích lẫn nhau, cũng vì cái hồ sơ ở cái vùng Biển Đông. Và vừa rồi, cái ngày cuối cùng của năm 2022, tức là ngày 31 tháng 12, thì phía bên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã vừa ra một cái thông cáo nói rằng là ở phía Mỹ đó đã vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn vu khống, mà còn nói quá, mà còn nói khống lên về một cái sự việc nó đã xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, tức là trước đó khoảng chừng 10 ngày. Và ở phía Mỹ thì trước đó một ngày là ngày 30 tháng 12 năm 2022, thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã cho biết rằng đó là một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay một cách không an toàn, bay một cái máy bay giám sát sát cái giám máy bay giám sát của Hoa Kỳ, và cách cái máy bay của Hoa Kỳ đó chỉ có 6 mét thôi, ở trên cái vùng Biển Đông. Và Bộ Ngoại giao Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng và chỉ trích. Thì theo như thông tin của phía bên Hoa Kỳ đó, thì nó hoàn toàn có một cái sự khác đi đối với Trung Quốc. Thí dụ như là ở phía Mỹ đó thì nói rằng là một cái máy bay chiến đấu gọi là J-11 của Trung Quốc đã bay không an toàn để mà ngăn cản một cái máy bay mang là AC-135 của Không quân lực Hoa Kỳ. Và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở trong khu vực đó cũng đã tuyên bố và cũng đã đưa ra một cái dẫn chứng, cụ thể là một cái đoạn video đã cho thấy được chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay rất là sát cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ, và chỉ cách cái mũi máy bay của Mỹ chỉ vài mét thôi, mà khiến cho cái máy bay của Mỹ phải thực hiện các cái biện pháp gọi là để mà tránh cái việc mà đâm nhau. Thì tuy nhiên đó thì người phát ngôn của Trung Quốc thì họ cãi lại, cụ thể như là ông Ngô Kim đó là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, thì nói rằng là Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ đó đã bóp méo sự việc, là không có nói thật về cái sự việc mà gọi là máy bay của Mỹ đã có tác động nguy hiểm, nói cái động tác nguy hiểm gì đó của Trung Quốc, mà còn nói ngược lại là máy bay của Mỹ đã có những cái động tác nguy hiểm đối với Trung Quốc thì đúng hơn. Và ông Ngô Khiêm thì nói rằng máy bay của Mỹ đó đã thực hiện do thám gần coi như là cố ý tại cái vùng biển miền Nam của Trung Quốc, khi mà chiến khu miền Nam của quân đội giải phóng Trung Quốc đó là điều các máy bay chiến đấu lên để mà giám sát máy bay do thám này. Tức nghĩa là Trung Quốc đã tố cáo lại Hoa Kỳ là Hoa Kỳ đã bay vào cái khu vực mà do Trung Quốc quản lý, và cái khu vực đó để mà giám sát những cái khu mà gọi là chiến khu ở miền Nam của Trung Quốc, tức là căn cứ quân sự của Trung Quốc. Và quả thật là máy bay của Hoa Kỳ đó, cái máy bay mà bay lên đó thì đó là một máy bay, đúng là máy bay do thám thật, AC-135. Và ông Ngô Khiên thì đã lên tiếng nói rằng đó là bất chấp những cái sự khuyến cáo hay là những sự cảnh báo từ ở phía bên quân đội của Trung Quốc, thì máy bay Mỹ đó đã bất thình lình thay đổi vị trí bằng một cái cách tiếp cận nguy hiểm đối với cái an toàn bay của cái máy bay Trung Quốc. Tức nghĩa là ở phía bên Trung Quốc thì nói ngược lại, nói rằng là Mỹ đã cố tình đâm vào cái máy bay Trung Quốc hay là bay sát máy bay Trung Quốc và đã làm cho cái sự nó không an toàn. Nhưng mà ngược lại đó thì Hoa Kỳ thì họ đem ra dẫn chứng rằng có những cái đoạn video cho thấy là máy bay Trung Quốc bay sát mũi, và phía Hoa Kỳ phải thay đổi mà những cái biện pháp rất là nhanh của những cái phi công để mà tránh cái sự mà va chạm. Thì Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cũng đồng thời công bố một cái đoạn video, họ cũng đưa ra một cái đoạn video mà cho thấy rằng á, cái sự việc máy bay của Mỹ đang bay hướng tới máy bay của Trung Quốc. Đó đó là cái điều mà hai bên cùng đưa ra để mà chứng minh và tố cáo với nhau rất là dữ dội. Và Mỹ đã cố tình dẫn dắt coi như là ý kiến dư luận nhằm gây khó hiểu cho cộng đồng của quốc tế. Thì ông Ngô Khiên đã phát biểu như vậy, phát biểu rất là gay gắt.
Và chúng tôi yêu cầu phía Mỹ phải kiềm chế những hành động của cái lực lượng hải quân và không quân, và tôn trọng luật cũng như là các cái thỏa thuận quốc tế, ngăn chặn các cái sự việc đã xảy ra trên biển và trên không, đó là trên giữa trên biển và ngay cả trên phía không, ở phía bên trên không nữa. Thì Trung Quốc hiện là một cái đất nước hiện giờ chúng ta đã biết rồi, họ đã dành, họ tuyên bố là gần như là 80% các cái diện tích ở trong Biển Đông. Và Trung Quốc á, lúc nào cũng muốn thể hiện mình là cái vị trí độc tôn ở trong khu vực ít nhất là khu vực Biển Đông. Do đó thì trong các cái quan hệ song phương với các nước ASEAN, là những nước mà có ảnh hưởng tới cái lợi ích của cái vùng Biển Đông, thì hoặc là trong cái song phương hay là ngay cả đa phương đi nữa, thì Trung Quốc cũng đang lúc nào cũng muốn lôi kéo và lúc nào cũng muốn tranh thủ và cũng muốn là loại Hoa Kỳ ra khỏi cái khu vực này. Họ nói rằng là những cái đất nước hay là những cái quốc gia mà nằm ở bên ngoài cái khu vực không có cái lý do gì để mà can thiệp cho cái khu vực này. Nhưng mà đối với Mỹ thì Mỹ là lúc nào cũng tuyên bố rằng là Mỹ vì cái vấn đề mà tự do hàng hải, về cái luật coi như là trong một cái luật pháp của quốc tế về cái luật biển và cái UNCLOS năm 1982. Nhưng mà và Mỹ nói rằng là Mỹ đã từng có hiện diện ở trong cái khu vực Biển Đông đã rất là nhiều năm rồi. Có thể nói là gần cả thế kỷ là Hoa Kỳ là có mặt ở trong khu vực Biển Đông. Cho nên là vì cái vấn đề bảo vệ tự do hàng hải và an toàn trong cái khu vực Biển Đông đó để mà lưu chuyển những cái hàng hóa, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là hàng hóa mà Hoa Kỳ cũng như các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã làm ăn trong khu vực. Cho nên rằng trước đây đó, hồi thời chiến tranh của Việt Nam hay là cứ chiến tranh Triều Tiên hay là những cái bảo vệ Philippines, Đài Loan, thì nước Mỹ đã rất là sớm đã có mặt ở trong cái khu vực rồi. Do đó đó thì Mỹ với Trung Quốc đã rất là căng thẳng về cái hồ sơ của Biển Đông, lúc nào cũng cũng chỉ trích với nhau, không có chuyện này cũng có chuyện khác. Mà năm nào đó thì Mỹ cũng gọi là tuần tra, họ tự cho mình là có cái quyền để mà tuần tra các trại trong cái vùng Biển Đông. Thì Mỹ căn cứ vào cái luật biển của quốc tế thì cho biết rằng là theo như cái những cái hải lý đó quy định đó, thì những cái tàu bè được quyền chạy, và Mỹ thì thường xuyên như vậy. Cho nên chính vì cái điều đó đó, chúng ta thường thấy rằng chiếc hải những cái mà tàu bay của hay là ngay cả những cái tàu biển đó của Hoa Kỳ, những cái tàu của hải quân cũng thấy thường xuyên đi vào cái vùng gọi là hải phận, hay trong cả những cái vùng ở vùng Trường Sa, vùng Hoàng Sa, rồi có lúc thì đi xuyên qua luôn nữa, và ngay cả những cái eo biển như là Đài Loan hay biển của bên Nhật Bản. Thì đó là cái cách mà làm rất là gai trong cái mắt của Trung Quốc. Tuy nhiên đó thì mấy ngày vừa qua thì ở cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại cũng như là một số những cái tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại đó thì cũng đưa ra cái nhận định rằng là Trung Quốc với Hoa Kỳ có lẽ là cũng sẽ khởi chiến hay là cái khơi mào cho chiến tranh thế giới, có khi lại là giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, và có khi nó lại nổ ra ngay tại cái vùng Biển Đông, chứ không phải là sự chiến tranh thế giới nổ ra là bởi vì Nga. Thì họ cứ nói đưa ra rất là nhiều các thứ âm mưu, nhưng mà chúng ta thấy sâu chuỗi là cái sự việc đó, thì cái việc mà đụng độ giữa Mỹ với coi như là Trung Quốc không chỉ là trên Biển Đông không, ở dưới biển không, mà ngay cả ở phía bên trên không đó, thì đây không phải là lần đầu tiên. Có quá nhiều lần những chiếc máy bay của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã từng đụng độ với nhau như vậy, đã từng có những cái sự cản trở, đã từng có những cái chuyện mà xua đuổi, và đó là cái điều mà nó đã diễn ra rất là thường xuyên. Thì chúng ta thấy rằng đó, máy bay của Hoa Kỳ là lúc nào đó mà đi vào trong cái khu vực đó, thí dụ như là từ năm 2001 đã có những cái chuyện như vậy rồi. Chúng ta nhớ trong cái thời điểm mà ông Bush con đó làm tổng thống, thì thời điểm đó chiếc máy bay của Hoa Kỳ cũng đã có chạm trán, thậm chí là va chạm luôn chiếc máy bay của Trung Quốc, và phải hạ cánh xuống rất là nhanh ở phía bên đảo Hoa Nam, và sau đó thì phải thương lượng qua ngoại giao và phải làm nhiều cái động thái mới mang về các phi công đó. Các phi công phải nhảy dù xuống các khu vực đó. Và sau này cũng vậy,
rất là nhiều lần đã từng xảy ra những cái trường hợp như vậy. Máy bay của Trung Quốc đã từng dằn mặt các máy bay của Hoa Kỳ ở trên không của vùng Biển Đông. Thí dụ như năm 2017. 2017 đó, thì phía Mỹ cũng đã từng cho biết rằng hai chiếc máy bay gọi là J-10 của Trung Quốc đã tiến sát cái máy bay tuần thám của Hoa Kỳ gọi là EB-3. Thì của Mỹ đó, một cái chiếc máy bay rất là lớn, một cái máy bay gọi là săn hạm nữa, săn tàu ngầm, và buộc máy bay này phải đổi hướng. Máy bay lớn như vậy nhưng mà phải đổi hướng. Và một cái máy bay tuần thám ở ở trên biển đó gọi là B-3 của Hải quân của Hoa Kỳ cũng cất cánh ở một căn cứ không quân ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trước đây đó, thì chúng ta thấy rằng đó là theo như thời điểm đó cho biết là hai cái chiếc đấu cơ của phía bên Trung Quốc đã đánh chặn một cái máy bay tuần thám của Hoa Kỳ trên cái khu vực cũng trên phía trên không của cái vùng Biển Đông. Và trong đó thì một chiếc máy bay đó chỉ bay cách cái máy bay của Mỹ đó chỉ có khoảng chừng 80-90 mét thôi. Lúc mà bay mà gần 80-90 mét thôi đó thì cũng đã bị la lối ùm sùm rồi. Nước Mỹ cũng đã lên tiếng, cũng đã chỉ trích, và cuối cùng thì máy bay của Mỹ phải đổi hướng. Thì chúng ta thấy rằng đó, các quan chức của Mỹ thì cho biết là những cái báo cáo đầu tiên cho thấy là trong hai chiếc J-10 của Trung Quốc năm 2017 đó đã tiến sát cái máy bay của Hoa Kỳ là EB-3 và buộc cái máy bay này phải đổi hướng, phải né thôi chứ còn không thể nào cách khác được. Tức là giống như là người ta lao vào trong mình, cho nên không còn cách nào khác. Giống như sự việc mà xảy ra vào ngày 21 tháng 12 vừa rồi, thì chiếc máy bay bay ngang mũi của máy bay của Hoa Kỳ, đó là theo cách nói của phía Mỹ. Còn phía Trung Quốc thì nói là máy bay Mỹ lao vào hướng của Trung Quốc. Cho nên á, chúng ta thấy rằng nó có những cái sự tranh cãi với nhau. Và bây giờ thì hai nước gần như là có một cái sức mạnh rất là lớn rồi. Trung Quốc họ cũng tự biết rằng là họ một cái vị thế họ bây giờ mà Mỹ khó mà bắt nạt được. Không có chuyện rằng Mỹ nói làm sao thì Trung Quốc đi đi nghe như vậy, hay là Trung Quốc không có dám để mà đương đầu với Hoa Kỳ. Hoặc là Hoa Kỳ đó thì những cái thông tin mà ở tại Hoa Kỳ đó thì nhiều cái tờ báo cũng biết rằng là Hoa Kỳ cũng không thể nào đòi đụng chạm với Trung Quốc. Cũng cao lắm là có những cái kênh ngoại giao, rồi cũng có những cái sự mà tiếp xúc, rồi có những cái sự giải quyết. Và hồi trước tới giờ những cái trường hợp mà nó như vậy thì sau đó cũng lắng chìm thôi, không có cách nào khác, bởi vì quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc vì làm ăn kinh tế cũng rất là chặt chẽ, và trong cái kinh tế nó quyết định rất là nhiều thứ. Do đó thì chúng ta thấy rằng mặc dù là những năm gần đây, nhất là từ cái thời ông Donald Trump trong cái 2 năm cuối của nhiệm kỳ và trong 2 năm vừa rồi của ông Joe Biden, thì cũng theo cái hướng rằng là đấu tranh chống Trung Quốc, cũng là theo cái hướng là đấu tranh thương mại với Trung Quốc, hay là đưa ra những cái lý luận, những cái chiêu trò nói rằng hạn chế cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, hoặc là cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc, rồi đối thủ cạnh tranh đối với Trung Quốc, dịch hàng loạt những cái từ ngữ được đưa ra. Tuy nhiên đó thì nó cũng dừng lại ở mức độ thôi, mức độ giống như là vừa hợp tác và vừa đấu tranh, không có chuyện là Mỹ sẽ đụng độ căng thẳng với Trung Quốc để mà mở ra một cuộc chiến, hay là sẽ có bát nạt ra Trung Quốc. Bởi vì Mỹ cũng thừa biết là nếu mở ra cái cuộc chiến đó thì cái thiệt hại sẽ là Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ ở rất xa và Trung Quốc bây giờ không phải như là năm 1979 nữa. Trung Quốc bây giờ nó đã rất là khác rồi, cái lực lượng quân sự của họ rất là hùng mạnh. Thí dụ như trong khoảng chừng 5-7 năm vừa rồi thì Hoa Kỳ cũng thường hay chỉ trích của Trung Quốc là xây dựng các cái căn cứ quân sự trên Biển Đông, rồi bắt đả các nước ở trong khu vực, rồi ngay cả vấn đề Đài Loan trong năm vừa rồi cũng đã rất là lớn tiếng. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Trung Quốc vẫn cứ ầu ơ, vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ đi tiến tới thôi, và họ làm theo cái cách của họ. Và Mỹ thì cũng chỉ nói thì nói, ngộ nói thì ngộ nói, mà đi làm thì cứ làm. Và Mỹ thì nói nhưng mà đâu có can thiệp được nhiều đâu, không thể nào cản được Trung Quốc và vẫn làm ăn với Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Mỹ với Trung Quốc thì năm sau cao hơn năm trước. Năm nay đó thì nó còn đạt cái kỷ lục hơn so với bao nhiêu năm trước nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy
Những người mà ở Mỹ đó, mà ở bên phía bên đảng Cộng Hòa, mà họ không thích cái chính quyền của ông Joe Biden, thì ông nói rằng Mỹ làm chống Trung Quốc là chống cùi, nói cái miệng vậy thôi chứ không thể nào mà chống Trung Quốc được, và hợp tác với Trung Quốc mới là chính. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, trước tới giờ nó đã có nhiều cái máy bay như vậy. Cũng năm 2017 đó, chúng ta thấy rằng Trung Quốc cũng đã từng điều hai cái máy bay gọi là Su-30 để mà đánh chặn những cái máy bay mà gọi là tìm dò các cái phóng xạ của Mỹ khi mà bay ngang cái khu vực gọi là không phận quốc tế ở vùng Biển Đông. Lúc đó thì Mỹ nói rằng là đang bay trong cái không phận quốc tế, nhưng mà Trung Quốc nói rằng là do thám cái tình hình của họ và làm mất an ninh đối với cái bí mật quân sự hay là những cái căn cứ quân sự. Cho nên là Trung Quốc đã có những cái sự mà lên tiếng như vậy. Chúng ta thấy rằng cái va chạm đó năm 2001 là cái va chạm mà lớn nhất, cái va chạm mà nó đã gây ra một cái thiệt hại và dẫn tới cái phi công của Trung Quốc phải tử nạn, và nó buộc máy bay của Mỹ đó khi đó phải hạ cánh xuống trong cái đại Hải Nam, và hình như là hai phi công hay là ba phi công gì sau đó phải 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 thương lượng rất là nhiều, bởi vì khi khi đó thì có va chạm và cái phi công của Trung Quốc thì họ bị chết. Cho nên là phía bên Mỹ không biết là có bồi thường hay không, ở bên trong thì có dàn xếp như thế nào hay không, mà cuối cùng thì Trung Quốc họ thả hai ba cái phi công đó để mà bay về coi như là về Mỹ. Trong thật ra thì trong cái phi cơ của Hoa Kỳ đó là bị giữ cho đến 11 ngày, lần đó là bị giữ đến 11 ngày, và cuối cùng thì thời điểm đó thì chính quyền của Hoa Kỳ dưới thời ông Bush đó, thì cũng phải xin lỗi với Trung Quốc. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là Mỹ cũng phải nhượng bộ thôi. Thì hồi năm 2020 đó thì Mỹ cũng đã từng tố cáo Trung Quốc một lần nữa về những cái vụ mà chạm trán gọi là không an toàn ở trên không. Năm nào cũng vậy, thậm chí là những năm gần đây 20, 21 và năm 2022 thì có nhiều cái vụ đụng chạm lắm, có nhiều cái sự mà căng thẳng ở trong vùng Biển Đông, ở phía trên không cũng như là ở dưới mặt biển. Thì hồi năm 2020 đó thì phía bên Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã cho biết là Mỹ đã từng quân đội Mỹ đã từng chứng kiến và đã từng chạm trán những cái gọi là coi như là không an toàn với cái lực lượng vũ trang của Trung Quốc ở cái Biển Đông, cái bối cảnh mà ngay trong cái lúc mà đại dịch Covid-19 đi nữa thì Trung Quốc vẫn tăng cường cái sự hiện diện trong Biển Đông và cũng hầm hồ ở trong cái vùng Biển Đông. Đây là cái điều mà nó đã cho thấy được như vậy. Thí dụ như năm 2020 đó thì hồi tháng 5 năm đó thì cũng phía bên Mỹ đầu lõm gốc thì nói rằng là có đến 9 cái sự cố liên quan đến cái máy bay chiến đấu của Trung Quốc và máy bay của Mỹ đã đụng chạm nhau trên cái vùng Biển Đông. Không phải là va chạm nhau mà là bay rất là gần và làm cho các cái phi công của Hoa Kỳ đó họ phải rất là hoảng sợ, hoặc là họ phải nhận lệnh là phải có những cái sự đổi hướng hay là họ phải có những cái thao tác để mà làm cho nó giảm đi các cái thiệt hại, tức nghĩa là tránh đi các cái sự đụng chạm với nhau. Thì cho nên nó nhiều cái tờ báo của Hoa Kỳ trong những năm gần đây nói hoài mà những cái sự việc như thế này, mà những cái tờ báo ở Hoa Kỳ đó thì đem ra phân tích và cứ nói rằng là Trung Quốc đó đã càng lúc càng lộng hành hơn và phía Mỹ cần phải có những thái độ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì mạnh mẽ là mạnh mẽ như thế nào? Rõ ràng là Hoa Kỳ cũng không thể nào mà đánh Trung Quốc được. Có giỏi thì bắn máy bay Trung Quốc, hay là có giỏi thì đụng chạm luôn. Trước đây cũng đã đụng chạm rồi, cũng đã rớt rồi, làm chết một cái phi công của Trung Quốc thì cũng phải đi năn nỉ. Và sau đó thì Trung Quốc họ mới thả người. Cho nên bây giờ đó, cái sự việc mà xảy ra ngày 21 vừa rồi đó, nhiều người cũng nói rằng nó cũng là cái sự cũ thôi, nó cũng chả là cái gì hết. Cho nên là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ thì trước giờ không hay nói đó. Chúng tôi là quan ngại những hành động nó làm gia tăng căng thẳng, những cái việc làm nó không đáng có, những cái sự đó nó không có đúng đắn rồi la lối sùm. Nhưng mà phía Trung Quốc thì họ họ lúc đầu thì họ họ im lặng, nhưng mà sau lúc sau càng sau thì họ bắt đầu họ phản pháo, và ngay trong cái thời điểm vừa rồi đó, ngày 31 tháng 12, thì Trung Quốc còn chỉ trích thẳng lại lại Hoa Kỳ. Trước đây Hoa Kỳ đóng vai trò giống như là cái người nguyên cáo,
để chỉ trích một cái người kia là bị cáo. Nhưng mà đến bây giờ thì ở phía bên Trung Quốc họ không còn đóng cái vai trò thụ động nữa mà họ đã phản công. Và họ đã chỉ trích lại, họ phản tố lại phía Hoa Kỳ. Và họ nói Hoa Kỳ chính mới là thủ phạm, chính mới là cái tác nhân để mà gây ra cái bất ổn ở trên không. Các cái phi công của Hoa Kỳ đã có những cái hành động không đúng, có những hành xử không đúng và bay không an toàn ở trong khu vực. Thì bây giờ hai bên cứ cãi nhau sùm như vậy mà hai cái nước lớn nhất, nền kinh tế lớn nhất của thế giới, và thường xuyên có những cái vụ mà đụng chạm hay là thể hiện cái sức mạnh ở trên không. Thì đây ai cũng hiểu được rằng ai cũng muốn chứng minh rằng mình mới là ông trùm của khu vực. Và trước đây đó thì ông Tập Cận Bình đã từng nói với ông Tổng thống Obama khi đó ở tại Hoa Kỳ là cái vùng biển Đông đó nó rộng lớn, nó đủ rộng lớn để mà cho hai cái quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên thì ông Obama đã phản bác những cái điều đó, coi như là Obama không chịu. Và nhiều cái nhà bình luận thì nói rằng là Trung Quốc lúc đó thì muốn có một cái sự hợp tác với Hoa Kỳ, hay là nói đúng hơn đó là muốn chia cái tỷ phần ở trong cái khu vực, và để hai cái nước lớn đó là làm trùm cái khu vực này và hưởng lợi trên và bỏ qua tất cả những cái nước trong khu vực, coi như là cái khu vực mà gọi là Asia. Nhưng mà cuối cùng thì đến ngày hôm nay người ta nói rằng Trung Quốc không có đáng để mà kéo Hoa Kỳ kéo lên để mà ngồi ngang hàng được. Nhưng mà từ hồi ông Obama gặp ông Tập Cận Bình đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ông Tập Cận Bình đã bước sang cái nhiệm kỳ thứ ba rồi. Và rõ ràng là trong mười mấy năm đó đó thì Trung Quốc đã lớn mạnh rất là nhiều, không còn là một cái con cọp mà trước đây người ta nói là cọp giấy. Không phải như vậy, Trung Quốc đã thực sự mạnh. Cái cái tốc độ phát triển về kinh tế và cái tầm vóc của cái nền kinh tế của Trung Quốc, cái sự gia tăng về về cái việc mà đầu tư quân sự và những cái khí tài của Trung Quốc đã có sự hiện diện trên rất là nhiều nước trên thế giới. Và Trung Quốc đã chứng minh được cho thấy rằng đó đã có nhiều cái tập đoàn kinh tế cũng rất là lớn, rất là hùng mạnh. Có đến nhiều chục tỷ Mỹ kim cho lên tới hàng trăm tỷ Mỹ kim. Và những cái sức mạnh kinh tế nó đã quyết định rất là nhiều. Trong đó những cái kỹ nghệ về quân đội của Trung Quốc đó, có nhiều cái loại khí tài quân sự mà người ta đổ lỗi rằng là Trung Quốc á, hay là chỉ trích Trung Quốc là đi ăn cắp các cái mẫu mã của người khác. Tuy nhiên cho thấy rằng nó rất là đa dạng, và cái tính năng nó được giới thiệu rằng nó cũng rất là đặc biệt. Tuy nhiên đó thì hồi trước tới giờ Trung Quốc cũng chưa có một cái cuộc chiến nào. Và đến ngày hôm nay thì năm 2022 chúng ta mới thấy rằng nước Nga mới có một cái cuộc chiến trực tiếp đối với cái xứ Ukraine. Thì một phần nào đó người ta thấy được cái sức mạnh của cái quân lực của cái xứ Nga. Nhưng mà Trung Quốc thì rõ ràng là Trung Quốc không có cái cuộc chiến nào. Trong năm 1979 năm có một cái cuộc chiến mở rộng biên giới đối với Việt Nam. Đến ngày hôm nay thì quân đội của Trung Quốc họ chưa có một cái lần nào gọi là mở ra một cuộc chiến á. Do đó thì không có thấy được cái sức mạnh của nó như thế nào. Chỉ nghe rao giảng về những cái vũ khí thôi, những cái máy bay, những cái tàu thủy, những cái tàu ngầm, những coi như là pháo hay là quả tiễn, họ cứ rao giảng, họ đi tập trận, họ rao bán ở trên nhiều nước khác trên thế giới, chứ là không có thấy được cái sức mạnh. Cho nên là nhiều người thì lầm tưởng nói rằng là Trung Quốc là không có ra gì, nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà Trung Quốc yếu đó, Trung Quốc mà dễ nuốt, dễ bắt nạt thì nước Mỹ đã không có những cái hành xử giống như là thời ông Bush. Ông Bush đã phải đi xin lỗi đất nước Hoa Trung Quốc để mà đem về những cái phi công của mình đã bị giữ ở tại cái đảo Hải Nam đến 11 ngày liên tục. Và hồi từ đó tới giờ đó thì có quá nhiều những cái lần đụng chạm. Và ngày nay thì cái vụ đụng chạm đó cũng là sẽ không thôi. Nhiều người nói rằng Trung Quốc, nước Mỹ sẽ làm thế này thế khác, không làm gì hết. Có thể nói là ông Joe Biden sẽ không làm gì hết, và Lầu Năm Góc cũng chỉ la ó như vậy, cũng chỉ lên tiếng như vậy, cũng quan ngại như vậy, cũng phản đối như vậy, cũng cứ cứ là cái chuyện mà nói cho vui thôi, không có làm gì hết. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị một năm mới
Thật là an vui, hạnh phúc. Xin kính chào.